Đây là bài học số 4 trong chương trình Cyberdip của chúng ta, gồm hai nội dung: lập trình hướng đối tượng và mô hình bơm. Cả hai cái này đều là những cái thông tin quan trọng chúng ta cần biết, tuy nhiên học chưa hết, đều học chưa hết. Ở lớp Cyberdip cơ bản chúng ta học chưa hết đâu, khai thác hết chưa nói chúng ta, nhưng vì đủ xài thôi ha. Do đó đừng có lo lắng quá. Lập trình hướng đối tượng đó, tức là gì? Chúng ta tạo ra những cái đối tượng trong trang web. Đối tượng là gì? Là những cái biến có cấu trúc vậy thôi, không có cái gì phức tạp đâu ha. Trong Cyberdip cái gì cũng là đối tượng thôi, và chúng ta phải tập làm quen với cái vụ này sớm sớm là vừa. Trong những cái môn sau như Cyberdip nâng cao, TypeScript, PC, MailScript, chúng ta mới khai thác nhiều về đối tượng này. Nhưng việc biết nó càng sớm càng tốt, ít ra ở mức độ cơ bản. Việc tạo ra một đối tượng bằng có hai cách. Cách thứ nhất là dùng từ khóa new object như thế này nè, và tin bằng new object, đó là chúng ta đang tạo ra một đối tượng đó nha. Thì mở lên coi chơi nè, mở lên Visual Code thì gõ chơi nè, và tin bằng new object. Vậy là chúng ta tạo ra một đối tượng, đối tượng này rỗng, chưa có gì hết, chưa có gì hết đó. Này kia, nó chưa có gì. Đối tượng là gì? Là những biến có cấu trúc, và chúng ta bỏ vô đây nhiều cái thông tin bên trong, thí dụ như tiêu đề của tin, nội dung của tin, ngày đăng tin, số lần xem, vâng ha. Trong một cái biến có cấu trúc như thế, nó có nhiều thông tin, và chúng ta sẽ bỏ vô sau. Giờ khai báo về là đối tượng rỗng, chưa có gì hết. À, cách thứ hai chúng ta tạo ra đối tượng đó là dùng dấu ngoặc móc. Thí dụ ở đây biến laptop bằng rỗng, chúng ta khai báo viết va nè, lt bằng mở móc đóng móc đó. Vậy là đối tượng đây cũng là một biến có cấu trúc. Máy móc nhìn trong Cyberdip có mặt móc đó bằng móc vậy nè, chứ là biết đó là đối tượng nha. Đây là cú pháp mới, đây là cú pháp cũ ngày xưa. Chúng ta dùng cách nào để tạo đối tượng cũng được, một trong hai cái đó. Trong Cyberdip có nhiều cách lắm nha, giờ chỉ những cái cách đơn giản trước, chúng ta đang học cơ bản mà. Rồi chúng ta tạo ra biến hs1, nó có dữ liệu, nó có thông tin bên trong. Ở đây đối tượng này rỗng, chưa có thông tin ha. Tên là Tèo, họ là Nguyễn Văn, ngày sinh đó. Chúng ta tạo ra đối tượng nè, và hs1, hay đặt tên gì cũng được, tên biến thôi, mở móc đóng móc. Thấy mở móc đóng móc là biết đó đối tượng, đó là đối tượng. Trong đây chúng ta muốn đặt thông tin gì là tùy ha. Họ Nguyễn Văn đó, tên Tèo hay gì ta, chưa nói biết rồi ha. Ngày sinh rồi, chúng ta muốn thêm nữa không? Phái hai chấm chu, bao nhiêu thuộc tính là tùy mình, kịp chưa đó. Chúng ta muốn coi cái cấu trúc của biến này, mấy em dùng lại này, console.log, ghi tên biến ra mình sẽ thấy cấu trúc của nó như mình đã khai báo, chứ cũng chẳng có gì phức tạp. Chạy lên coi thử nè, trong đây mấy em coi console đây, họ Nguyễn Văn, tên là Tèo, ngày sinh ha. Chúng ta coi thử coi cái cấu trúc của biến này sao, hlt sao, console.log. Biến hlt qua đây coi thử nha, hlt chưa có gì hết nè. Mấy em thích, mấy em khai báo thêm cho đẹp, thí dụ như là tên laptop bằng cái gì đó, ví dụ như là Asus. Rồi 1 2 3 4, rồi i3 đó, chẳng hạn vậy. Thứ hai là giá 12 triệu đó, qua đây coi thử nè, thấy chưa, tên nè, giá, thấy không? Vậy là biến này có hai thành phần,
để mình mô tả một đối tượng, một sản phẩm, một con người, một cái laptop, một cái điện thoại, chúng ta tạo ra một cái biến mà chúng ta lưu vô đó nhiều thông tin lắm. Ví dụ như giá, ví dụ một cái điện laptop thì đâu chỉ có tên và giá, còn nữa màu gì ha, ví dụ màu đen, cân nặng bao nhiêu, chúng ta khai báo lại biết cân nặng 2 ký, 2 ký nặng với con chỉ rưỡi thôi ha, được chưa? Đó, để mô tả một cái gì đó chúng ta dùng một đối tượng có cấu trúc để mô tả thì nó mới đủ, còn những cái biến không đủ. RAM bao nhiêu, điện cứng bao nhiêu, chúng ta khai báo thêm CPU, RAM, CPU cái nhận như i3 thế hệ 11 chẳng hạn ha, RAM bao nhiêu, 8GB chẳng hạn, được chưa? Rất là nhiều thông tin để mô tả cho một đối tượng mà chúng ta lập trình. Mô tả một khách hàng, một cái bàn, một cái phòng, một bệnh nhân, một bác sĩ, một cái cây, đâu phải chỉ có một cái thông tin thôi đâu. Tên của cái cây đó, nó trồng từ lúc nào, ở nằm chỗ nào, hiểu không? Bón phân lúc nào, hiện tại nó cao khoảng bao nhiêu, nhiều lắm, nhiều thông tin. Mô tả một con thú cưng đi, tên của thú cưng, màu lông, rồi tên của chủ nhân, địa chỉ, cân nặng đó. Thực tế chúng ta làm tạo ra những biến cấu trúc ngày dày rất là nhiều nha, rất là nhiều. Thì mới đầu nếu mình chưa có ý tưởng gì hết á, mình chưa có bổ sung thông tin thì mình khai báo chưa rộng. Rồi chúng ta còn nếu có thông tin, nếu chúng ta quyết định là có những thông tin gì thì chúng ta khai báo luôn. Mà cách cú pháp này nhìn nè, tên thuộc tính, hai chấm giá trị. Nếu giá trị đó là số khỏi cần nhái, nếu giá trị đó là chuỗi để giống nhái vô, nhái kép hoặc nhái đơn đều được, hay không? Và cái tên thuộc tính này không có nhái. Mấy em phải chú ý mấy chỗ này một chút. Để khai báo một đối tượng, tên đối tượng bằng mở móc đóng móc, trong đây có nhiều thuộc tính cách nhau bởi dấu phẩy chớ không phải chấm phẩy. Tên thuộc tính và giá trị cách nhau bởi hai chấm chứ không phải bằng. Trong nhiều cái ngữ cảnh khác, trong nhiều công nghệ khác, chỗ đây là dấu bằng, có chỗ là dấu mũi tên vậy nè, chứ không phải đâu. Trong JavaScript là dấu hai chấm, kịp chưa? Nắm những cái cú pháp này để mình không có sai, và nếu mình sai mình biết và sửa, kịp không? Cái tên thuộc tính này nè, tùy mấy em bị dơ ra, nó là chuỗi không có dấu nháy gì bao quanh. Ví dụ như họ chữ tên nè, có nháy không? Không có nháy nè. Sau này có một cái thứ nữa là có nháy luôn nữa, thì cái này mình gọi là dữ liệu JSON chứ không phải đối tượng của JavaScript ha. Đó, được chưa? Mỗi một cái thành, cái này nè mình gọi là cái gì, một thuộc tính của đối tượng, hoặc là một thành phần của đối tượng, hoặc là một biến bên trong đối tượng này đều được hết, được chưa? Và một đối tượng có bao nhiêu thông tin tùy mình muốn, tùy yêu cầu nghiệp vụ của cái dự án, của cái lúc đó người ta yêu cầu mình gì á, hiểu chưa? Rồi vậy tạo đối tượng dễ hay khó hả? Dễ đâu, dễ ở thôi. Mấy em nắm cú pháp cho thầy ha, giờ mấy em thấy được cái tầm quan trọng của nó. Thực tế chúng ta làm sau này hầu như trong dự án nào chúng ta cũng tạo ra vô số đối tượng hết. Quản lý bệnh nhân, quản lý trường học, quản lý bệnh viện, rồi một cái trang tin tức, một cái tin đi, nó có tiêu đề, nó có nội dung, nó có ngày đăng, nó có số lần xem, nó có tác giả, tùm lum hết chứ bộ, phải không? Hầu như dự án nào chúng ta cũng cần tạo ra rất nhiều đối tượng. Rồi, hiểu không? Rồi hiểu về đi, xong rồi đó. Bài này nhiêu đó ha. Dạ không? Dạ. Đọc từ client hả? Kiểu như là mình lưu một tính của đối tượng dành cho một cái file, cũng như là cái file TXT hoặc là cái file đó, xong rồi trường hợp mình muốn mà sử dụng cái đối tượng mình muốn ghét nó thì mình ghét từ server về thì được.
là phải lưu là lưu trên server. Ừ, bây giờ phải bạc ra tập lưng nữa nhỉ, hơi khó ha. Hoặc là em lưu vô session store, local store ở dạng là chi sinh á, rồi mấy em dùng hầm chi sinh chấm bạc để em đổi, thế nào cũng lọc học tới chỗ đó ha. Nếu mà em lưu trong client á thì cũng được, nhưng mà phải dùng cái hàm chi sinh chấm bạc, từ từ thì chỉ thêm chứ, thế nào cũng gặp cái đó. Tiếp truy xuất tới một thuộc tính của đối tượng thì ghi là tên đối tượng chấm thuộc tính, dễ thôi. Ở đây họ là Nguyễn Văn, tên là Tèo. Bây giờ tên này Tèo thì có nhu cầu gán lại giá trị mới cho nó, hs 1 chấm tên bằng tí là mình đổi tên được đó. Giờ lúc này hiện ra dưới đây nè, hiện ra tí chứ không phải Tèo nữa đâu. Đây tí nè, thấy không, chúng ta có nhu cầu lấy, không cứ thể gán mà lấy ra giá trị thôi, thì mình ghi vậy, ghi vậy mình gán cho một cái biến nào đó ht chứ nè, hay mình ghi t chứ nè. Vậy là họ tên, vậy là tên của hs một này nè sẽ được gán vô biến, biến t. Và nếu chúng ta xuất ra t chúng ta sẽ thấy giá trị đó là tèo đó, được không? Mình có thể gán vô giá trị mới cho hoặc là lấy ra xài. À, lấy sao hả? Ghi tên đối tượng chấm tên thuộc tính, hiểu không? Đó là cú pháp cơ bản, được chưa? Mai mốt khi lập trình Cyberrip mà thấy dấu chấm thì mình biết phía trước đó là đối tượng, phía sau này là thuộc tính trong đối tượng đó, hiểu chưa? Đó. Thấy dấu chấm này là biết rồi đó ha, nó là đối tượng, trước là đối tượng, đây là thuộc tính của nó, hiểu không? Còn nếu như mấy em truy xuất tới một cái giá trị nào đó, một thuộc tính mà không có thì sao? Undefined, nó bắt undefined, biến cái thuộc tính không có thì nó lưu vô chữ undefined vô ngày, thì ngày là undefined. Undefined là mấy em biết thuộc tính không có, kịp chưa? Rồi, trong thuộc tính mình định nghĩa hàm cũng được, định nghĩa hàm cũng được ha. Thí dụ là, thí dụ coi bây giờ thì xóa hết này. Thầy khai báo một cái biến khác, phương trình bậc 2 bằng là một đối tượng đó, trong đây có a ha là 1, b là 9, c là trừ 1 chẳng hạn, được chưa? Như vậy là cái đối tượng này có 3 thuộc tính. Giờ thì coi thử nè, console.log câu coi cấu trúc của nó, phương trình bậc 2 thầy sẽ thấy nè, thấy không? Bây giờ thì có nhu cầu tính delta, delta, delta là bằng b bình phương trừ 4ac. Mình đâu có tạo ra một cái biến rồi bắt người ta nhập vô, mình sẽ viết thành cái hàm function tính ra được. Delta này cũng là một cái thuộc tính của phương trình bậc 2, nhưng mà thuộc tính này chúng ta sẽ viết thành cái hàm, bởi vì sao? Bởi vì thuộc tính này có thể tính được từ những thuộc tính khác, thì chúng ta sẽ viết thành dạng function để sau này chúng ta gọi thì tùy theo giá trị này mà delta sẽ khác nhau, không cần phải tính lại gán lại bằng tay, hiểu không? Đó. B bình phương là gì ta? Max chấm bao b mũ 2, hàm bao là lý thừa đúng không? Trừ 4 nhân a của trừ mà nhân c, đúng không? Giờ chúng ta return trở về b bình phương trừ 4ac. Vậy chúng ta trái về delta, được chưa? Vậy ra không? Ra không? Thì bên nó ra chứ thì biết ở đâu có ra. Ha, ai thấy thì sai chỗ nào? Nói.
Delta chưa định nghĩa. Biến Delta chưa định nghĩa. Tại sao? Có Delta đi mà. Nói. À, đúng rồi, hai này là trong cái dấu mặt của hàng function đó, mình chưa có bỏ bt b2 rồi. trong dấu bỏ đóng đúng rồi đâu cả sai chỗ nào thấy có dễ thì viết đúng hết phải không, nhưng mà tại sao lại có lỗi, thầy có hay sai, có sai thầy ghi thuộc tính này đâu có đúng, thuộc tính này là trong đối tượng này mà, để truy xuất vô thuộc tính thì mình ghi tên đối tượng phía trước. Chết trời ơi, mới học xong chết rồi nghe không, về ra chưa, ra chưa kỹ không, không ra ra đâu, ra luôn Delta luôn, đi ghê nữa kỳ vậy. Thầy còn có sai nữa không, cái này thầy nói tụi bay chưa biết luôn. B này mình ghi vậy không được, dit chấm B. Ủa tại sao dit chấm B à, dit chấm A, dit chấm C. Quay lại chạy cũng chưa ra luôn, vẫn còn sai một cái nữa, thế nào biết, chỉ thầy sai chỗ đó cộng điểm. Delta. Chút nữa thầy giải thích tại sao có chữ đít này ha. Nhưng mà còn chỗ sai mà tụi bay sẽ thấy nè. Đít chấm nhân hả? Chỗ nào? Đít chấm nhân. Không phải. Gói hàm thì phải có mở ngoặc đúng. Ha ha ha. Chị nào biến thì không có mở ngoặc đúng ngoặc. Nha. Nha, ra đây chạy nè, nó ra 85. Được chưa? Delta là cái hàm. Rồi bây giờ thầy nó đít ha. Nếu mà em không có ba, không có ba, không có đít, nó sẽ tính sai. Nó sẽ tính sai. Nó là với vẫn nó là B chưa định nghĩa. Khi mấy em ghi trong đối tượng mà mấy em có định nghĩa hàm, nó thấy mình có dùng một biến, thì nó thấy trong hàm này chưa định nghĩa B mà, nó sẽ có lỗi. B chưa có. Còn mình ghi dis chấm B thì nó truy xuất ra cái thuộc tính ngoài đây nè. Dis nghĩa là đối tượng này, đối tượng trừ bước 2. Ha. Ghi dis gì đó mới được, nó truy xuất ra bên đây. Còn mình ghi khơi khơi gì nè, nó tưởng đây là biến nội tại của cái function này thôi, vậy nó thấy mình chưa khai báo trong function, nó có lỗi. Được chưa? Từ trong cái hàm chúng ta muốn truy xuất ra những cái thuộc tính bên ngoài này, nhớ cho thầy ghi chữ đít, đó là lúc mà chúng ta định nghĩa hàm trong trong đối tượng. Được chưa? Đừng quên chữ đít đó ha. Đít có nhiều liệu gì sao, từ từ thầy triển khai thêm, giờ nhớ cái cú pháp ra thầy được không, giờ chạy nè. À, 1 9 - 1 thì ra Delta là 85. Bây giờ A mình không ghi A nữa, mình ghi về được không? Được không? Ghi gì được không? Ghi gì được không? Dạ, ai có thử coi. Kích. A bằng 1, B bằng 3, C bằng 1. Chết bà. Đây là nhiêu? 1, 3, 1. Nó là 5 nè. Rồi tính phải 5 không? B bình phương. B bình phương là nhiêu? 9 trừ 4AC. Phải không? Vì Delta mình tính được tùy theo những cái giá trị ABC mà nhập vô. Kiểm không? Kiểm sửa.
Vậy thì trong đối tượng mình có thể định nghĩa các cái hàm, được chưa? Thì cách định nghĩa hàm là sao nào? Tên hàm hai chấm, thì đáng lẽ mình ghi là năm, đáng lẽ mình ghi 85 thì mình đâu ghi được. Cái giá trị này phải tùy thuộc vào ở trên, vì chúng ta phải thực hiện tính toán, mà muốn tính toán thì ghi phân sạch, đừng ghi giá trị nữa. Vậy là trong một cái hàm á, có những giá trị, có những cái thuộc tính mà giá trị cố định, ít độ không có thay đổi, còn có những cái thuộc tính mà giá trị của nó sẽ phụ thuộc vào những cái giá trị khác trong trong đối tượng, thì mình ghi function là mình tính toán, là mình trả về, được chưa? Khi mấy em gọi nó, mấy em ghi tên đối tượng tặng này nè, chấm tên thuộc tính, mà thuộc tính mà dạng dạng function đó thì nhớ có cái mã mặt đúng không, cái này kịp không, kịp chưa? Vậy là ok thôi. Rồi đây là một ví dụ khác, đối tượng tên là SV, có thuộc tính ten, có thuộc tính ho, có thuộc tính năm sinh. Bây giờ thì định nghĩa ra một cái thuộc tính nữa là họ tên, là ghép qua hai này lại, nghe không? Thì thầy ghi ra đít chấm họ, đít chấm họ tức là Nguyễn Thị, cộng là ghép chuỗi, trong server ghép dấu cộng là ghép chuỗi ha, ghép với khoảng trắng, ghép với đít chấm tên tức là tên này đây là Út Dẻo, nghe không? Đó, được HT. Vậy HT này chính là ghép của họ lại thành là Nguyễn Thị Út Dẻo ha, Út Dẻo. Xong HT tu uppercase tức là biến thành chữ Hoa rồi gán trả lại cho nó, thì lúc này Nguyễn Thị Út Dẻo là toàn là chữ Hoa, đúng không? Toàn là chữ Hoa rồi trả về HT. Vậy ai gọi hàm hỏi tên này nè, mình sẽ được HT là Nguyễn Thị Út Dẻo chữ Hoa. À, thử nè, thử nha, kịch chạy thử nha, chạy thử nè, thấy Nguyễn Thị Út Dẻo không, thấy Nguyễn Thị Út Dẻo ở đây không, kêu kìa nha, kêu kìa, tại sao, tại sao không thấy, không phải lý do khác, à, có xuất đâu mà thấy, xuất ra thì có nhiều cách, có bốn cách, cách đơn giản rất là console chấm lock, console lock mình gọi tắt là console lock, sv chấm họ tên, đúng không? Quay coi thử, của chết bà luôn, nguyên cái hàm hồi hiện ra luôn, sao? Sao gì? Hát tơi mà thầy nó trả cái hát tơi gọi đó sao? Này đúng nè, họ tơi mà bị chấm hát tê. À, mở hoạt đóng mặt. À, mở hoạt đóng mặt. Bộ ảo hả tên? Trời ơi. Trái Nguyễn Thị Út Dẻo. Nghe không? Ủa, nếu mà nó trả HT, HT nó lưu trong cái cái này mình tính toán được HT là Nguyễn Thị Út Dẻo nè, rồi nó trả vậy thì nơi nào gọi hàm thì nhận được cái giá trị của cái return này, trong hàm bao giờ mới có lệnh return, là giờ nó đang ở trong họ tên thì đúng rồi, đúng rồi, mình gọi họ tên mình nhận được cái giá trị đó, giá trị cho return này trả ra ha, trong hàm mình tính toán gì đó, tính toán mình phải có lệnh return này trả về cái giá trị mà mình tính, thì cái này là gọi hàm mình nhận được giá trị đó, thì giờ mình nhận được Nguyễn Thị Út Dẻo mình xuất ra luôn, nghe không? Rồi, nhớ cái công thức này chưa? Có những cái biến mình có được giá trị của nó từ những giá trị khác. Tại sao lại có phần trắng này để làm nó nghe? Nếu không có thì sao? Có thì cũng xét luôn. Ừ, dính rồi luôn rồi, dính luôn rồi. Thấy không? Đó. Dạ. Tên họ với cái năm sinh mình khỏi cần gán biến cho nó hả? Nè, năm sinh hả? Dạ. Nè. Ví dụ mình tính tuổi đi. Tiệm nha. Muốn em muốn có một cái thuộc tính là tuổi. Dựa vào năm sinh thì mấy em định nghĩa ra một cái thứ.
mình đặt tên gì cũng được, thì đặt tên nó gì là tuổi con sao được kia con sao nó gạch đi vậy là sao ta, tự nhiên mới định nghĩa là cái gạch dưới là sao, thì đang sai pháp cú pháp chỗ này phải là phải rồi là giữa các thuộc tính trong đối tượng là phải cách nhau bởi dấu phẩy, hiểu không? Ừ, nó đang gạch dưới vậy là mình sai cú pháp, nó đang gợi ý cho mình đấy. Giờ đây tính tuổi tên sao, lấy năm sinh là điếc chấm năm sinh nè, đúng không? Mình lấy năm nay từ năm sinh chứ, năm nay trừ năm sinh mình trả về thì mình được tuổi chứ có gì đâu. Có phải tuổi mình tính gì không? Đúng rồi, điếc nữa. Ủa mà năm sinh năm nay ở đâu ra? Khai báo. Khai báo, rồi trên này năm nay và năm nay bao nhiêu nè? Hôm nay bằng cái gì cắt da quần, ghét. Mình phải tạo ra một cái đối tượng ngày ngày tháng. Và TD, mình tạo ra biến TD đi, new, death. Đây là một cái hàm rất là nổi tiếng, một cái lệnh rất là nổi tiếng trong Cyberrip. Để lấy thời điểm hiện tại new death. Mấy em lấy này, mấy em lưu vô một cái biến tên bất kỳ. Thì trong cái biến này nè, biến này là một đối tượng, nó có đủ hết 5 tháng ngày giờ phút giây, thấy không? Rồi trong cái TD đó mình ghi get full year là lấy được năm nay. Cái new day đó là mình lấy hết được ngày thứ tháng giờ luôn. Ủa, đủ hết trơn nha. Vậy kia lấy được năm, lưu gì biết năm nay, phải năm nay trừ năm sinh, ra tuổi, được không? Bây giờ chạy hiện tuổi nè, hiện ra tuổi, SV chấm tuổi, chạy, ủa sao lỗi? Đi nó theo là DV chưa định nghĩa, DV chưa định nghĩa, sai chỗ nào? Giao còi chưa làm gì đó. Biến này của mình tên là SV mà phải không? SV này. Vậy là hay sai rồi. Sai. Sao ra function nó vậy? Giống mặt luôn. Tại vì chưa hay chứ bộ thời điểm năm như vậy. Hay nữa là sao gì? Nhưng mà mới có năm nay năm chưa có năm sinh rồi. Còn thiếu mặt tròn, nó mặt tròn. Hiểu không? Yeah. Nếu mà tròn nó mà tròn này không hay nè. Bây giờ năm sinh thì mình sửa lại năm 2010 đi. Rồi ở đây tuổi là 13. Thấy chưa? Được chưa? Tùy theo năm sinh khác nhau mà tuổi sẽ khác nhau. Như vậy là có những cái thuộc tính mình không cần thiết phải để cho người dùng họ gán gì thì cụ thể mà mình tính ra nha. Chút nữa lớp 4 mình sẽ làm những bài như vậy. Chút nữa mình sẽ làm bài giải phân trừ bậc 2 đó. Dạ. Tiếp. Bây giờ thì nó nghe về mô hình bơm. Cái bài lập trình hướng đối tượng mình tạm dừng ở đây để mình thực tập. Thầy chưa hết nói hết về hướng đối tượng đâu. Nhiều cái hay lắm nhưng để dành cho môn sau. Cyberrip nâng cao, TypeScript, ECMAScript, mấy thầy cô sẽ nói nữa cho nghe. Chờ mấy môn nói gặp thầy hết luôn. Được chưa? Dạ. Mô hình bơm là tên chung của những cái đối tượng có sẵn. Nãy giờ là những cái đối tượng mình tạo ra. Đối tượng sinh viên, đối tượng laptop, đối tượng phương trình bậc 2. Phải không? Những đối tượng do mình tạo. Nhưng mà có những đối tượng mình không cần tạo gì hết, có sẵn trong Cyberrip rồi. Đó là đối tượng Windows, đối tượng Document, đối tượng History, đối tượng Location, đối tượng Navigator, đối tượng Screen. Đó, đây là những đối tượng có sẵn, trình duyệt nào cũng có. Nó có sẵn trong Cyberrip. String là gì? Đối tượng mô tả thông tin của cái màn hình mà người ta đang dùng. Bởi vì cái trang web em làm, em đưa lên mạng, rồi người này câu vô coi, người kia câu vô coi, thì có người dùng màn hình độ phân giải này, có người dùng độ màn hình phân giải khác, hiểu không? Thì mình muốn biết độ phân giải của người ta là độ phân giải nào, chúng ta dùng đối tượng string. String.width là mình biết độ rộng màn hình, string.hay là biết độ cao, rất là hay luôn. Được kia có Cyberrip chạy đâu, chạy trên máy của người dùng đó nha. Mình viết có Cyberrip, mấy em đừng có tưởng mình viết có giày
là mình chạy lên là code chạy tới máy mình. Sau này những cái code này nè, mình đưa lên server hosting, rồi người ta câu vô cái trang web mình, thì toàn bộ cái code này đưa về tới máy người ta và chạy trên máy người ta, chứ không phải chạy máy mình ạ. Hiểu không? Có 100 người vô xem cái trang web này của mình viết những cái đoạn code này, thì code này về tới 100 máy của họ và chạy tới 100 máy đó, kịp chưa? Do đó lập trình Serverless mình gọi là lập trình phía client, lập trình phía trình duyệt là như thế. Sau này em sẽ còn học những môn khác là lập trình phía server nữa, tức là trước khi trang web đổ về tới máy người ta, nó chạy trên server trước. Đó là một nội dung cực kỳ quan trọng đối với người lập trình web. Đó là việc làm của mình đó, việc của mình đặt nặng ở chỗ đó nha. Rồi chuyện đó tính sau nha. Vậy đây là những cái đối tượng này mô tả cái cửa sổ trình duyệt. Cửa sổ trình duyệt mình rộng bao nhiêu, cao bao nhiêu, mình muốn in ấn, mình muốn đóng cửa sổ là thông qua đối tượng window. Thông qua đối tượng document này là những cái nội dung, những cái tag mà mình có trong trang. Ví dụ mình muốn gỡ bỏ một tag nào đó, mình muốn thêm một tag nào đó, thông qua đối tượng document này. Hay lắm ạ. Đối tượng history là đối tượng có sẵn trong Serverless, nó lưu địa chỉ của những trang web mà người ta đã xem. Ví dụ người ta vô cái website mình nha, người ta coi trang chủ, rồi người ta coi cái trang chi tiết mục tin, rồi người ta qua cái trang liên hệ, rồi người ta nhấp qua cái trang giới thiệu, rồi người ta nhấp qua cái trang tìm kiếm. Thì mỗi lần người ta nhấp qua nhấp lại những cái trang trong cái website của mình á, tất cả đều nằm trong đây. Giờ mình dùng Serverless mình có thể biết được người ta đã xem những cái trang nào, mình có thể cho người ta tới, người ta lui, dòng tới dòng lui quanh này, history. Thế nào sau này khi lập trình Serverless mà nhiều á, mấy em sẽ có nhu cầu này, làm sao biết một cái user họ xem những cái trang nào trong website của mình, thì truy xuất vào history này mấy em sẽ biết. Hiểu không? Ngồi nghe, tập trung nghe nè. Giờ này là giờ học, chút nữa thì chấm lép thì chấm ha. Đối tượng location là gì? Nó chứa thông tin về cái trang web hiện tại. Mình có thể dùng cái này để mình di chuyển cái trang web khác hoặc là nạp lại trang cũng được. Đối tượng này rất hay, navigator nó chứa thông tin về cái trình duyệt mà người ta đang dùng. Bây giờ như nãy thầy nói, trang web mình đưa lên host, rồi thì người này vô host coi trang web của mình, người kia cũng có vô website mình họ coi. Thì mỗi người dùng như vậy đó, họ đang dùng trình duyệt gì? Người thì dùng Firefox, người dùng Chrome, người thì dùng cốc. Ví dụ giờ ai dùng cốc mình báo động, bạn đang dùng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Hả? Nếu người ta dùng TOR vào hả? Người ta sử dụng TOR thì vào các mình thì sao rồi? Dùng gì? TOR là gì? Router Onion gì đó. Dùng gì? Cái đó là trình duyệt của gọi tiếng web á. Cái này là mình dùng để biết cái thông tin về cái trình duyệt mà người ta đang dùng. Vậy thôi. Người ta dùng trình duyệt nào mình biết trình duyệt đó. Ha. Cụ tội. Phải hỏi Hùng, hỏi thầy là best web là gì Hùng? Được chưa? Đúng không Hùng? Đúng không? Thông tin về client. Thường thông tin này sẽ chính xác. Tuy nhiên thông tin này đối với những kẻ phá hoại họ có thể giả mạo được. Giả mạo được. Bây giờ nói chi tiết từng cái ha. Đối tượng window nhiều lắm, rất nhiều thuộc tính. Trong đối tượng window là quá trời luôn. Giờ muốn thầy thử nào? Tất cả những cái này thầy để link hết rồi. Mấy em muốn thì bấm ra thầy dẫn qua WBI School luôn đó. Ha, bấm vô coi luôn. Mình là bấm là nó qua cái trang WBI School luôn, thử mình đó luôn. Nha. Phục vụ mấy em tận răng luôn. Bây giờ demo thử một vài cái chơi. Hàm open, window open. Để bỏ một cửa sổ mới. Tên cửa sổ mới là gì? Đặc điểm cửa sổ mới đó. Đặc điểm này có thể là gì? Là kích thước và tọa độ của cửa sổ.
tên của sổ nha. Bây giờ thầy đi mô bên qua chơi nè nha. Bây giờ xóa đi mấy cái vụ slip này, thầy về viết cái mới chơi window.open, mở một cái cửa sổ trang web rồi đó. Vậy muốn mở trang nào? https://. Trang của thầy đi ha. longnv.name.vn. Đó là u rạng lòng muốn mở. Trang thứ hai đặt tên cửa sổ đó. Cái thứ ba là mình khai báo thuộc tính của nó. Không khai báo cũng được thì nó dùng mặc định. Đó. Chạy lên, em thấy vừa trang này vừa mở lên là mở này liền. Đâu rồi? Có lỗi gì không? Có lỗi gì không? Git. Nào. Đây hả? À nó khóa rồi rồi. Mở đi. Git. Chạy nè. Đó là cái sổ mới này. Thấy chưa? Trên diện nó khóa. Mình ghi gì nó là mở liền. Còn thí dụ như bây giờ này nó xuống dưới đi, ở trên đây mình ghi gì một cái nút bút tâm mở win, mở trang web đi ha. Và trong đây mình ghi on click bằng abc. Trong đây mình ghi là function ABC. Đó. Thì mình ghi gì nè? Chừng nào người ta click vô đây một cái. Rồi. Nhìn. Coi thầy giải thích thêm thì mọi người biết làm nha. Cái click vô cái nút này. Sự kiện click sẽ diễn ra. Giờ mình ghi về thì cái hàm này nó chạy. ABC. Ha, thì hàng này có một lệnh thôi, mở được cái sổ nha. Chạy bấm cái sổ mới được chưa? Không dùng on click thì dùng sự kiện khác cũng được. On double click, on chain, on mouse over, nó mua nhiều sự kiện lắm nha. Yeah. Từ từ mình sẽ biết thêm cái đó trong mấy bài lát mình sẽ dùng thêm. Bây giờ click trước đã nha. Yeah. Mình em có thể làm gì đó nè, khai báo một cái biến tên gì cũng được nha. Giờ mình gán vô đây. Dạ. Yeah. Khi mở cửa sổ mới á, cái thông tin của cửa sổ mới này lưu vô biến W này. Được chưa? Về đây là biết W này, nó đại diện cho cái cửa sổ mới đó. Giờ bây giờ mình thêm một cái nút nữa. Còn đáp trên quyết on click, mình gọi hàm đóm, mình gọi hàm x y z đi. Nha. Hàm x y z chúng ta định nghĩa ra. X y z. Chúng ta có một cái lệnh w.glossy. Thấy. Thấy. Bấm. Mở trang web bên này. Cái trang web bên đây vẫn còn nha. Mở trang này. Bấm đóng ra để đem mất nha. Yeah. Nè đóng đi, mình mở ra đóng cũng được nha. Yeah. Hay không? Cái hàm video bên tham số đầu tiên là u rận là, u rận là này mấy em có thể khai báo ở trên này cũng được, rồi khai báo xuống này vậy được chưa? Mở cái trang web này.
Bộ hệ số chữ Long luôn là nó đại đồng thành. Số gì? Chữ Long cái này. Đây là tên cửa sổ. Tên cửa sổ ở đây người ta quy định cái hàm này, quy định đó là mình đặt tên theo tên thầy. Ví dụ mình học thầy Long thì mình ghi là chỗ này là Long nha. Rồi mấy ông học thầy Tèo thì ghi chỗ này là Tèo. Người ta quy định gì đó. Giờ số cái tên đó là nó không chạy. Đúng rồi, còn số tên nó không chạy đó. Giờ ví dụ như tên Khang thì không chạy. Tất nhiên là không chạy. Chạy sao? Hiểu không? Ừ, thầy xóa cho coi nha. Rồi chạy nè, bấm nè, đâu lên đâu thầy biết thêm kiểu bị được nhảy rồi. Mày nhanh mắt ra mày ha. Rồi tham số thứ ba là kích thước cửa sổ đó, ví dụ như width bằng 600. Ồ vậy là nó vẫn chạy đúng không thầy? Hay bằng 300. Qua đây chơi chơi nè, bấm đó, width bằng 600, cao bằng 300. Như nhỏ nhỏ thôi chứ không có lớn nữa. Thấy chưa? Nhỏ nhỏ thôi. Thấy chưa? Nó này nè. Dạo giờ mình bấm đây rồi nó mất nè. Kịch. Thấy chưa? Rồi nhưng mà khi bấm nè mấy em coi nè, nó nằm đâu? Cái cửa sổ mới để nằm đâu ạ? Nằm đâu mình không biết. Thường nằm góc trái trên, tuy nhiên cũng tùy nha. Có khi nằm lúc dưới thì mình trong này mình phải ghi top từ trên xuống là 200 pixel, từ trái qua là 300 pixel chẳng hạn. Thì giờ bấm nè, bật từ trên xuống, từ trái qua nằm ngay đúng cái tọa độ mình muốn với cái kích thước mình muốn. Thấy chưa? Đó. Cũng có khi nó hiện ra nhưng mà nó nằm phía dưới cái cửa sổ của mình. Bây giờ nó nằm, nó có rồi nè, nó đang có nè, nhưng mà nhấp qua đây cái nó đang chìm ở dưới. Có khi nó mở lên mà nó chìm, thì mấy em muốn bảo đảm nó nổi á thì sao cái lệnh này, sao lệnh mở này nè, mấy em ghi w.focus. Hàm focus của nó từ window, khi mình gọi nó sẽ cho cái window này nè, window mình mới mở đây nè, nó nằm bên trên, đảm bảo nó nằm bên trên. Được chưa? Còn không có cái này thì hên xui, nó nằm trên hay dưới thì hên xui. Nó có nghĩa là gì? Focus là để cho cái cửa sổ window này nè, cái cửa sổ mình mới mở này nè, nó hiện bên trên cái cửa sổ hiện hành, nó nằm trên cùng luôn để mình dễ thấy, mình thấy đó nha. Dạ. Bấm để đảm bảo nằm trên để mình thấy, chứ nếu không có đó có khi nó nằm chìm dưới mình không biết, mặc dù nó mở rồi. Kịp chưa? Bây giờ giờ lại thêm cái nữa chơi. Bút tâm in ra giấy nha. On click khe lấy chữ như lúc này thì mình ghi là window chấm, khỏi đi nghĩa hàm, ghi trực tiếp lệnh cho đây cũng được, lệnh bring cũng được nè, bấm lên trên giấy nè, in luôn á. Thôi mình chọn máy in thì ok, hoặc là mấy em chọn PDF này nè, nó sẽ biến cái trang web thành PDF. Được chưa? Cái trang web bất kể phức tạp cỡ nào thì nó biến thành PDF hết. Đó. In ra giấy. Được không? Đây là những cái rồi mobile, Moku cũng rất là hay ha. Mobile giúp di chuyển cửa sổ đây, có link nè. Đây. Giờ demo thử cái vụ mobile chơi. Bắt bên. Con coi mu nè. Nó di chuyển đâu rồi? Nó chạy lúc đây. Thấy chưa? On click. Gọi hàm open window. Open window rồi mobile. My window. Cái này là cái biến này nãy giờ thì đặt tên là W đó. Run. Rồi mở lên nè. Đây, focus luôn. Mở lần thứ 3.
rực mở. Nè mấy em thấy nó chạy không, di chuyển mỗi lần nhiêu ạ? 25 pixel thôi, nhiều quá. Run chạy thử nè, mở nha, có kịch 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 một chút mà đáp lại yêu cầu mấy em làm gì đó. Mỗi lần bấm mình di chuyển từ cái chỗ của nó, di chuyển qua khoang qua phải nhiều, xuống dưới nhiều. Nếu trên này mấy em ghi số âm thì nó chạy ngược lên, hiểu không? Chạy ngược qua trái hoặc là chạy ngược lên, ghi số dương để chạy xuống. Không. Di chuyển bu bay là gì? Di chuyển cửa sổ từ cái chỗ hiện tại của nó qua bên trái qua bên phải, hoặc là chạy lên trên hoặc chạy xuống dưới, hiểu chưa? Ghi số dương để chạy xuống dưới, mà ghi số âm để ngược lên trên. Đang số thứ hai này nha. Rồi chúng ta đang học cái bài số 4, cách lập hình hướng đối tượng và sử dụng những cái đối tượng đang có. Những đối tượng có sẵn của CyberDip mình gọi chung là chữ bơm, viết tắt có chữ Browser Object Model. Đâu cái này nói chơi cho biết thôi, quan trọng là biết dùng cái này nè. Còn cái tên này tên chung của tụi nó, được chưa? Nè em close đóng cửa sổ nãy thì thử mấy em thèm ring mấy em thấy rồi đó ha, để in ra trang web, được chưa? Hàm confirm, hôm trước thầy có demo này cho coi chơi rồi đúng không? Khi mình gọi hàm này nó hiện ra với truyền vô cái giá trị, nó hiện ra cái ô hộp thoại nhỏ nhỏ có chữ mà mình muốn. Ở đây là chữ xóa hạn, có hai nút ok và cancel. Nếu ai mà bấm cancel thì hàm confirm này sẽ lưu lại giá trị phone. Nếu ai bấm ok thì hàm confirm này sẽ lưu giá trị true. Mình lấy để mình lưu cho biến nào nó cũng được để mình xài ha. Hàm atlas là hàm chúng ta xài rất là nhiều luôn, mà hôm nay chúng ta xài atlas chúng ta có ghi với Windows không vậy? Những hàm nào mà của Windows mấy em được quyền bỏ chữ Windows luôn. Ví dụ như vậy, nãy giờ thì dùng hàm close, hàm ring, bỏ chữ Windows đi, ghi chữ ring được rồi, ghi chữ close được rồi. Windows là đối tượng mặc định, mà mình gọi một cái hàm nào đó mình không nói gì hết thì tự động nó hiểu rồi của Windows, hiểu chưa? Hôm nay hàm rom nè, hàm atlas nè, hàm confirm mình xài hoài nè, là của Windows hết đó. Ở bên của Windows luôn, mình ghi chữ ở bên thôi đủ rồi ha. Nè thì ghi chữ ở bên thôi đủ rồi, không cần ghi chữ Windows chi nữa, bỏ luôn, ghi chữ ở bên thôi, ghi vậy được rồi đó. Chạy thử không? Chạy thử được không ha? Có cần thì thử không? Thầy nói mày không tin sao mà kêu tôi thử? Tin không? Không. Kỳ vậy? Tin. Thầy nói mày không tin hả? Không. Chạy tin. Kỳ vậy trời? Thử. Bấm. Tin chưa? Tin. Được chưa? Bỏ Windows được ha. Hàm mobile, Mutu là gì? Di chuyển đến đúng một cái chỗ có tọa độ trên màn hình mình muốn, là mobile đó, là di chuyển chút từ cái chỗ mà cái cửa sổ nó đang nằm nè. Thử luôn vô đây mấy em coi ha, dẹt hả? Ở đây nè, ở bên Windows nè, di chuyển đến đúng cái chỗ mình muốn coi đâu rồi. Ở đây nó không có dùng, mấy em không thấy nó dùng focus, mấy em không thấy nó dùng focus, giờ đó nó không có, nó chìm, nó có mà nó chìm dưới á. Hay là Moving nè, Windows nó chạy hàm Moving, Moving nó Mutu tới cái tọa độ này mà nó không có focus, nó dở ẹt thấy chưa. Mình thêm gì à, chấm focus. Cái chỗ W3 School này hay lắm, cái code mà nó demo á mình có thể bổ sung, mình sửa chơi, mình run cái nó đưa có qua đây rồi mình chạy thử bên này. Yeah, bấm nè, Move đúng chỗ. Mấy em xả thấy, mấy em thấy này là do cái vụ focus của thầy nè. Ha. 100 là dưới, từ trên xuống dưới không? 500 tức là tọa độ bên trái, từ trái qua 500. 100 tức là từ trên xuống 100 pixel. Kìa chưa? Đó. Đơn vị là pixel ha. Rồi đó là mu bài, mu tu. Hai hàm này rất là hay nè,
set timeout và set interval. Cái này thầy có nói rồi bữa trước khi sơ, nhưng mà giờ nói lại. Set in timeout là gì? Ai cũng nhớ. Đúng rồi. Khi mình ghi set timeout, rồi mình ghi một cái lệnh với một khoảng thời gian, thì server rep sẽ đợi, sẽ delay lại một chút, chừng nào hết qua được khoảng thời gian này, lệnh này mới thi hành, chứ không có làm liền, không có làm liền. Được chưa? Ví dụ phía trên lệnh này mình ghi là chúng tôi đã ghi nhận ý kiến của bạn, hay là cảm ơn bạn đã mua hàng, cho ta coi chữ đó trước khoảng 10 giây sau cái mình cho một cái lệnh chạy để chuyển về tăng chủ, hiểu không? Cái gì tăng chủ cho ta coi cái đã, cho ta coi 10 giây cái đã, người ta thấy chữ cái đã, rồi mình mới chuyển đi chỗ khác, hiểu không? Đợi lại một chút rồi mình mới thi hành một cái lệnh, lệnh đó là lệnh chuyển sang trang khác, hiểu chưa? Rất là nhiều lúc trong lập trình á, mình phải delay lại một chút để người ta nhìn thấy những gì phía trên ha, rồi thì mình mới cái gì không? Mới mới thi hành cái lệnh của mình. Chạy thử ở đây set timeout chạy cái hàm này sau 5.000 mili giây, được chưa? Đây là một cái lệnh server rep hoặc một hàm do mình viết ra, thoải mái. Ở đây hàm này làm gì đây? 5.000 mili giây sau thì hàm này chạy, hàm này làm gì? Happy birthday dán vào HTML của thằng demo, thằng demo lần này, được chưa? Rồi chạy nè, mấy em coi nè, cái chữ nào y 5 second rồi, thấy không? Nhìn đây này nha, rồi trong này không có gì hết nha, làm gì sao? Happy birthday nè. Cho cái chữ nó tự đến ngược lại luôn hả? Cho cái chữ ví dụ như y 5 second, ví dụ nó cho khoảng chạy 4 giờ 3 giờ 5 giờ 1 xong nó chạy ra xuống. Được. Chứ tao phải dùng hàm set interval nó mới được. Phải hợp thêm set interval nữa. Set timeout nó chỉ chạy một lần cái lệnh này thôi. Yeah. Cái code đó là giống như cái file với cái led cho nên là cái hàm đó này. Hả? Cái hàng cốt cái chỗ mai mai tiền vào đó nè, hả? đằng sau đó nè, không trước này, trước cái đó nó lộn, trước cái mai tiền vào cái cốt cái thằng con à, hàng số cái này khai với cái này là biến hàng khai với ba cái được không sao. Rồi bây giờ cái hàm thứ hai nè, cái hàm mà set interval, đây là cái hàm hay nè, giống như hàm set timeout vậy. Hàm này nó thi hành cái lệnh này hoặc cái function này cứ sau định kỳ các khoảng thời gian, hiểu không? Cứ sau định kỳ khoảng thời gian rồi chạy nè. Kịch nhìn đi, hello hoài, thấy không? Nó lấy chữ hello nó ghép thêm vào element là mình chọn cái thằng demo này nè, trời. Bây giờ thầy sẽ có một ví dụ trong trang web của mình chơi, nãy giờ trong nước đi ba cua nữa đúng không? Set timeout nè, trên đây, ủa bỏ luôn hết đi nè, H1 cảm ơn bạn. Dĩ nhiên đây là trang thông báo luôn nha, đã mua hàng nè, chúng tôi sẽ giao hàng trong thời gian sớm nhất nè. Rồi chạy lên mình coi thử trang web này nó dài ha,
chứ ngang chỗ nào mình muốn xuống hàng cho nó đẹp thì mình br vô mình xuống hàng. Còn nếu thấy chữ thô thiển quá mình ghi h2 đi, để ghi h1 một cái bự quá, thô quá đó, nhỏ nhỏ thôi được không? Còn cái canh giữa thì sao ta? Nếu không dùng muốn làm biến dùng xe đếp thì như gì sao? Ghi làm bằng HTML cũng được. Center nó vô giữa không? Được chưa? Dạ. Đợi 5 giây sau mình chỉ ra trang chủ. Mà viết cái lệnh gì? Mở tắt script. Mình ghi là một trong hai cái hàm mới học, hàm gì? Đó thử coi. Set timeout. Set timeout. Thấy không? Mình ghi cái gì đó. Ở đây. Rồi mình ghi 5 giây là 5000 mili giây. 5000 là 5000 mili giây. Thấy không? Cái lệnh gì đó là lệnh gì? Đây là tên một cái hàm hoặc là tên một cái lệnh separate cũng được. Giờ thầy sẽ ghi về document.location bằng index.html. Đó. Dẫn người ta ra trang chủ. Giờ đây mình tạo ra cái file trang chủ đi. index.html hay giả sử đây là trang chủ. H1. Rồi, xong rồi đó. Vậy gì vậy? 5 giây sau người ta chuyển qua trang chủ liền tự động. Tính. Đẹp. Thấy chưa? Vỗ tay. Tự động nó chuyển đi. Bây giờ mấy em vô mà không, mấy em không delay đi. Người ta làm sao mà kịp người ta thấy cái dòng chữ đó. Người ta không kịp thấy đây đâu. Giờ vừa nè, không delay đúng không? Rồi thì ghi vậy. Nó cũng chạy nữa nha. Nhưng nó chạy ngay lập tức lúc trang web mới mở. Mới vô cái là chuyển đi liền rồi, người ta đâu thấy chữ này. Nè coi nè. Kịch, chuyển đi luôn. Chớp cái nó đi liền thấy không? Người ta đâu kịp thấy gì đâu. Mình phải cho người ta thấy gì đó một chút. Được chưa? Mình cho người ta thấy 5 giây hay 10 giây tùy mình. Kịp không? Giờ chạy lên nè. Người sẽ thấy đàng hoàng. Đó. Kịch, kịch. Đẹp. Đó, thấy không? Còn ai mà muốn hiện ra con số, chẳng hạn ví dụ ghi tắt B nè, align bằng center ha. Mình ghi sẽ chuyển về trang chủ sau giây nữa 5 giây đó, xác ít 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 dây nữa. Vậy thì làm sao đây? Mình sẽ bao quanh cái này bởi một cái tắc. Ủa? Tắc bê bò đi nha. ID bằng số dây đó. Mình sẽ để vô số 5. Chạy lên. Sẽ chuyển về trang chủ sau 5 giây nữa. Đó thì 5 giây mình chuyển đi rồi đó. Hả? Hả? Số tự chạy để làm số tự chạy từ 4-5 thôi. Tại vì muốn nhiều quá, muốn nhiều quá đừng phải viết cái đừng than khó nghe. Set in interval. Rồi. Rồi cái lệnh này mình cho nó chạy cứ mỗi 1000 mili giây mỗi giây. Được chưa? Cái gì ta? Giờ mình cho cái biến tạo cái biến số giây. Mình cho nó bằng 5. Đúng không? Cái này đi. Cứ mỗi lần là thì mình lấy document document nè chấm
get payment by ID là cái địa chỉ số gì à, chấm inner HTML bằng cái biến số số dây được chưa, rồi số dây mình trừ đi một đó, cứ mỗi một giây mình sẽ lấy cái giá trị với số dây này mình gắn vô trong này cái gì quê độ vậy, rồi thấy chưa, từ từ sẽ tắt rồi coi đi thầy có sai gì không, thầy có sai gì không ha, đâu kêu hết code set info nó chạy nhiều lần nha, mỗi lần như vậy thì nó lấy giá trị số dây nó bỏ vô đây vô này nè, hiểu không, rồi thì cứ số đi một chứ một giây sau thì nó lại lấy biến số dây nó bỏ vô đây nữa, nhưng mà lúc này cái biến số dây là bằng nhiều, bằng 4 hồi nãy 5 mình trừ bằng số dây luôn, rồi mình bỏ số dây trừ được gì, có hiểu gì trời, hơi ghi vậy đi chạy chạy được không nè, đó mà chạy được không, chạy kích 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 lẹ quá nè, được chưa, vậy là mình phải giảm trước đúng không, giảm trước kích giảm lần trước này, giảm lần trước nè, chấm phải đúng không, quát là rồi mình chạy đi, ba ha, còn ông nào muốn gom nhưng ông này mới nói thì giờ sao, trừ rồi mới gán thì giờ mình trừ trừ rồi mình mới gán vô, thì vậy nó hơi bí hiểm nghe cũng được, trong xi anh em thật ra mấy em mặc rồi này ha, à, cũng được nhưng bí hiểm là nó gọn hơn là bí hiểm gì nha, chạy coi kết kết cũng được ha, thì mấy em muốn 10 giây hay chứ 25 giây thì thôi được không, thì nếu mình thích 10 giây phải không, sửa lại 10 thì chạy lên kết, nếu mà bắt đầu từ số 10 mình tăng số 11 đi, để số dây là số 11 đi ha, đẹp không, set interval set amount là như thế, set interval nó giúp mình lặp đi lặp lại cái lệnh mình muốn cứ định kỳ một khoảng thời gian, kịp chưa, set interval sao dùng set interval để gọi cái hàm, nó không có, nếu mà em thích gọi hàm thì cũng được, chỗ này là mình viết thành cái hàm ABC mở ngoặc đóng ngoặc, rồi mình viết cái hàm ở dưới này function ABC được luôn kết luôn, nếu mà anh thích thì ghi vậy cũng được ha, có không chạy bán máy được luôn, hiểu không, muốn cái này hàm cho gọn cũng được ghê, xe nó chạy tới số 6 mất tiêu ghê vậy, tiện không, ủa cái gì vậy, sao tao đấy 5 ngàn kia thành là 10 đấy, 5 ngàn thầy đúng rồi, à do ngày 5 ngàn nữa không, 5 ngàn nó chuyển đi rồi thì chỗ này mình ghi sao, 1 ngàn nhân số gì nhà vậy đúng đúng không, 1 ngàn mili giây nhân với số giây thì nó mới khớp, chạy lại lần nữa rồi bây giờ chạy được rồi đấy, ok rồi, vậy hai hàm nó hay không, rất hay ha, đó nếu là học Javascript mà không thấy nó hay mà học chưa ngon đâu, nó hay lắm, nó giúp mình lập trình code mình viết nó chạy trên máy người ta, và nó là ngôn ngữ duy nhất trong trình duyệt, không có ngôn ngữ nào khác,
chỉ một ngôn ngữ thôi đó nha. Rồi từ từ trong những cái môn gì sau mấy em sẽ còn học thêm những cái đặc điểm của nó nữa, chứ chưa môn này môn chưa có gì đâu nha. Cứ nghe thầy giảng rồi tập làm lép theo, đừng đặt kỳ vọng quá nhiều nha. Rồi những môn sau mình cứ tiến từ từ, hiểu chưa? Nhưng giữ cái điều về lúc thì giảng phải nghe và cho lép là phải làm điều cơ bản vậy thôi để mấy em tiến lên ha. Rồi bây giờ screen đối tượng này giúp mình xem cái kích thước của màn hình của người ta kích à. Ở đây thì đốc của mình drive thì phải ghi cái tiếp này ở đâu? Trong phần body, trong body nha, trong đây nè. Ở đây thì xuất ra gì đây? Để khai báo biến và w bằng screen.width screen.hay thầy ghi khơi khơi chữ screen này thôi. Chữ screen này nó được định nghĩa sẵn trong JavaScript rồi, thông qua screen này mình biết được cái độ rộng, độ cao của màn hình của người ta. Vậy đây thầy xuất ra width với hay, thầy còn có thể coi nữa à, qua à, vai width à, vai hay độ sâu màu của tôi nói nữa nha. Chạy lên coi thử màn hình của thầy rộng 1280 cao 720 nghe không, của mấy em có thể khác. Tổng cộng độ rộng là 1080 luôn, rồi mình có thể dùng độ cao mình có thể dùng là 680 của sao ngắn hơn này á, tại vì có viết nguyên một số cái dùng ở trên này thì đã dùng để hiển thị tab, cái thành địa chỉ, cái dùng bút mắt, thì còn lại cái dùng mình có thể dùng ở đây là độ cao này là 680 hiểu không. Hai thông số này là hai thông số rất là, bốn thông số này là rất là quan trọng, chúng ta dùng nó để mình chúng ta biết được. Còn có độ sâu màu hai này thì chưa tin lắm đâu nha. Bốn cái này mình biết được cái độ phân giải màn hình của người ta. Dùng là khi nào? Sau này khi mấy em lập trình game trong máy tính thì vụ này mới cần lắm, được chưa? Hiển thị vẽ ra các cái khung, các cái đồ chơi trong đó, con nhân vật của nó chạy tới chạy lui trong cái vùng diện tích nào mình cần phải biết ha. Sao phải lập dựng đi lập trình nha, lập trình game vẽ đồ họa đồ hay lắm nha. Chưa đụng tới đó đó, trong cái môn HTML 5 CSS 3 trong đó thì mình sẽ đụng tới một số chuyện về đồ họa mấy thầy nói cho nghe ha. Đó là cơ sở để mình lập trình game sau này, được chưa? Rồi đối tượng navigator là đối tượng nó chứa thông tin về cái trình duyệt mà người ta đang dùng là trình duyệt gì. Kết navigator ghi vậy thôi nha. Trong các cái thông số này quan trọng nhất, mấy em chú ý nhất cho thầy thông số này user agent, cái thông số đó cho mình biết cái trình duyệt hiện tại người ta đang dùng là trình duyệt nào, hiểu không? Thì kia phòng máy lạnh bị tắt rồi không thầy? Rồi trong đây nè có rơm sẹt vệ sinh, thấy không? Đó là vệ sinh tên trình duyệt. Bây giờ thì copy này ha, địa chỉ này nha, thì mở trình duyệt Firefox lên chạy, mấy em thấy là khác nè. Lúc này Firefox 11 không phải Chrome, mình dựa vào cái chuỗi này nè mình biết được cái trình duyệt người ta đang dùng. Giờ nhìn vô đây mình biết người ta đang xài Windows mấy, 64 bit 32 bit cũng biết, còn những thông tin khác nó mới không tin cậy. Tuy nhiên giá trị này cũng thể bị giả, thường thì người chân chính dùng thì mình nhìn như đó mình biết, có những người là họ phá mình vô họ giả cái trình diễn của người ta thì cái chỗ này có thể giá trị giả được, người ta gán họ vô phá mình đó. Website của thầy ngày nào cũng có tấn công vô cho mình biết vậy đó. Để giả phá để làm gì hả? Phá người khác là một đặc tính hay của phàm phu mà.
Ừ. Đấy chưa? Làm sao để phá hả? À. Mày muốn học phá ta đấy không? Thấy chưa? Location. Location này có nhiều hàm lắm ha. Trong đây để thầy demo chơi coi thử. Bài này demo nhẹ nhẹ. Biết các cái đối tượng này trước cho thầy. Rồi nhiều ứng dụng nó từ từ mình sẽ qua làm qua lép và mình sẽ biết thêm nữa về sau. Bây giờ câu trước đó các bạn ha. Location là cái gì đây? Là một cái đối tượng nó chứa thông tin về địa chỉ của trang web hiện hành. Đó, toàn bộ địa chỉ này. Bọt nè. Bọt là cái giá trị phía sau hai chấm sau domain. Hot là toàn bộ cái domain với con số bọt này nè. Hostname là cái domain này thôi. Mình lấy cái phía sau của domain này nè là pathname. Search này là gì? Là cái phần sau dấu hỏi. Hỏi ID bằng 2 và lan bằng V. À, search này có protocol HTTP H không có. Nếu mình ghi vô dấu thăng phần 2 phần 1 đi, chỗ này mình ghi đô la gì vậy, đô la của thăng chứ V1 khùng nó sẽ tiêu rồi nè, thăng V1 phải không, H H này là cái phần phía sau cái dấu thăng. Mình truy xuất vô hát để lấy sao, ghi location chấm hát thôi. Mình muốn lấy protocol mình ghi hát location chấm protocol. Mình muốn lấy phần trong cái từ sau dấu hỏi đó đi, mình ghi location chấm search thôi. Mình muốn biết cái đường dẫn cái trang web mà người ta truy xuất và ghi location chấm bát lên thôi. Có dụng này bao giờ không hả? Về sau này chúng ta sẽ xài tới nhiều, nhưng mà giờ nhớ cho thầy ha. H là gì? Là phần sau dấu thăng. H thường nằm ở cuối cùng trong một địa chỉ. Được chưa? Còn cái search này là gì? Sau này không có môn lập trình server cao, môn TypeScript, HTML, mình sử dụng này. Dấu thăng. Ủa, dấu hỏi. Cái này là tham số cho trang web. Tham số trang bắt đầu bằng dấu hỏi. Tên tham số bằng giá trị, tên tham số bằng giá trị. Tham số này mấy em dùng rất nhiều trong lập trình web động PHP, Node.js sau này ha. Đó. Thông tin gì trang web động, có trang web hiện tại, tất cả nằm trong đối tượng location. Kịp chưa? Kịp chưa? Bây giờ cái trang web thầy ghi, thầy có bút công à, nạp lại trang. Có bao giờ mấy em thấy trang web của người ta trong cái trình duyệt, trong cái trang web của người ta có nút nạp lại trang không hả? Thấy không? Không, không thấy, không thấy thôi. Rồi, cũng xài internet được mấy ngày rồi. Rồi cái gì trả lại đây là cái nút hả? Thầy gõ vô. Ủa, nó đâu ra cái này, cái này đi ta. Thầy gõ gì vậy ra được nè? Tắt input. Tắt input. Rồi tắt ghi gọn nhất á, đáng lẽ phải ghi cụ thể tai bằng test. Có biết tắt nào này không? Biết. Tắt input để làm gì? Giúp cho ta nhập dữ liệu vô đúng không? Thầy nạp lại trang. Ủa sao mất tiêu rồi? Thì khi mới nạp vô thì nó đâu có. Người ta gõ vô mới có chứ. Đúng không? Giờ là nạp lại trang. Ủa sao mất tiêu rồi? Nó thì nạp lại trang mới vô, người ta chưa gõ thì chưa có. Thì gõ vô. Thì nạp lại trang. Sao mất rồi? Hả? Thì mới đầu vô đó, chưa có đúng không? Thì gõ đây. Giờ thì không gõ lúc trên, bấm lúc này. Em thấy chữ mất không? Chữ mất tức là này có tác dụng đó. Này nó nạp lại trang.
khi nào muốn nạp lại trang nhớ lên này, location.reload. Reload cũng là một cái hàm của đối tượng này. Hồi nãy em thấy thì chỉ em tạo cái hàm delta trong đối tượng phương trình bậc hai không, cái hàm trong đối tượng thì trong cái đối tượng này cũng có sẵn cái hàm này rồi, hàm reload, được chưa? Reload mở ngoặc đúng không? Khi mình gọi ghi vậy thì cái trang sẽ được nạp lại, được chưa? Có nhiều gốc khách yêu cầu mình có cái lúc này không cần dùng này. Để cái lúc này bự chản lên nạp đây nè ha. Không, qua chân qua trang khác là khác, còn nạp lại là nạp lại chính cái trang hiện tại. Không, vẫn nạp lại luôn. Hả? Bỏ đúng cái địa chỉ của trang A, vẫn nạp lại. À, trong trang A hả? Thì cũng được. Được. Rồi, bây giờ còn gì nữa không? Đối tượng history. Quay lại trang trước. On click history.back. Cái này trở lại trang trước là sao? Giờ thì có gì ha? Bút tâm trở lại trang trước. Chạy. Bấm. Không thấy tác dụng gì hết. Được chưa? Nó vậy nè. Tại mình chỉ viết code mà. On click history chấm back. Đó, quay lại trang trước đó. Chạy. Bấm. Quay lại trang trước. Không thấy tác dụng gì trên người ta. Lý do là cái trang này là trang đầu tiên mình mới vô, thì đâu có trang trước. Hiểu không? Bây giờ thì demo cho em coi này. Giờ thì mở một cái trang khác, trang index. Trong trang index này thì tạo một cái link a href bằng cái file test chấm html ha. Cái này thì ghi là test rồi chạy. Bây giờ thì chạy không phải chạy cái trang test này mà chạy trang index này đó. Ở trang index này thì bấm cái này một cái thì chuyển qua cái trang này, thì đối với cái trang này, cái trang trước là index. Vậy bây giờ nhấp trở lại trang trước này mới có tác dụng, hiểu chưa? Trang trước là cái trang họ xem trước khi cái trang hiện tại này, hiểu chưa? Vậy đó mình gì hit history.back là quay lại trang trước ha. Forward thì ngược lại, kịp chưa? Nhiều tri trong ngữ cảnh lập trình á, người ta đề nghị mình ẩn luôn cái thanh này, ẩn luôn thanh địa chỉ luôn, ẩn luôn mấy cái nút vừa luôn, để cái nút tới trang trước tới trang sau đây, nhất là trong những cái trang thi trắc nghiệm á, không có mấy cái nút back lui á, để cho cái người thi không có họ không có quay lại hay là tới lui một cách lung tung. Thầy, khi mà mình vào HTML tính trang web này, mình xóa cái này thì nó có hiện lại hay cũ rồi? Mình khóa luôn cái đó luôn nếu mình muốn. Bây giờ xóa trong Google, chứ không xóa trong Facebook. Có Google gì? Thì là khi mà thầy nói vậy á, thì mình xóa và cái ở trong Google á, thì nó có mất cái đấy không thầy? Đâu? Xóa. À, vô history xóa hả? Thì mất. History nó làm cái đó gì đâu. Đúng rồi. Vô history xóa, history cái gì? Thì mất hết, quay lại trang trước không được. Cái history này là nó lên nó lưu địa chỉ của những cái trang mà người ta đã xem trên máy người ta. Lịch sử. Nha, lịch sử người ta chủ động vô người ta xóa thì mình quay lại trang trước không được chứ sao. Rồi, bây giờ document. Document là cái đối tượng mô tả cái trình duyệt, mô tả cái tài liệu, tức là những cái tắt trong trang của mình ha. Đó. Mình dùng một cái hàm của nó rất là thường xuyên hôm nay, document.get element by đi để chọn một cái tắt nào đó
ha. Ví dụ trong cái index mình có tắt A H1, mình có tắt H2. Đó. Bây giờ mình muốn lập trình cái gì đó. Mình muốn là khi ai click vô một cái lúc này mình sẽ làm cái hành động gì đó, action. Thì mình ghi một sự kiện on click ha. ABC function ABC. Giờ muốn làm gì không? Muốn làm gì trên H1 H2 này mình chọn cái đã. Document.get element by đi. À. Ví dụ này để đặt tên ID bằng A. Giờ thì chọn A đó. Thì inner HTML bằng trang tin tức thì gắn ý tiệm mới vậy ha. Thì khi chạy lên mấy em thấy chỉ trang sản phẩm này, nhiều người bấm lên cái nó đậu được không, hoặc không thích gắn ý tiệm thì cũng được, mình ghi này chấm remove nè chạy chấm bấm ngắt thấy chưa, remove là xóa luôn được chưa. Hoặc mình ghi chọn AA xong ha, mình ghi style chấm color bằng red đó, bấm đây cái màu đỏ, nghĩa là thông qua cái đối tượng đó của mình này nè, mình có thể can thiệp vô định dạng của tắt, mình có thể sửa nội dung của tắt, mình có thể ẩn hiện đó, mình gỡ bỏ, mình thêm nữa cũng được. Muốn làm cái gì trong nội dung trang web thì tương tác thông qua đối tượng đốc của mình, kịp chưa. Liên quan tới đốc của mình này thầy có chỉ mấy em rất là nhiều trong bài 5, bài 6, bài 7, bài 8. Từ đây về sau mình xài đốc của mình rất là nhiều. Trong những cái đối tượng nãy giờ thì trình bày mấy em nghe, đốc của mình về sau là mình sẽ xài nhiều nhất. Được không? Thôi bài học này thầy nói nhẹ nhẹ, rồi mình sẽ tìm hiểu thêm trong những bài sau và qua mấy bài lép ha. Nói sao để dùng hàm interval mà dùng sau mấy giây là nó thông báo. Ừ, sao? Làm được sao? Rồi đem lên thầy coi.